thu hút sự giàu có thịnh vượng may mắn vào năm 2023. Những hành động rõ ràng. Cho dù bạn đã có khoảng thời gian tốt nhất hay tồi tệ nhất trong cuộc đời mình vào năm 2022, thì một năm nữa là một cơ hội khác để biến nó trở nên tốt đẹp hơn. Khi năm 2023 bắt đầu, Quốc Anh chia sẻ cho bạn những lời khuyên thiết thực về cách thu hút may mắn và giàu có vào năm 2023. Những lời khuyên này là điều nhất định phải làm trong năm mới. Điều thứ nhất đó là hãy đặt ý định rõ ràng cho ước nguyện của bạn. Điều quan trọng là phải làm rõ những gì bạn muốn hiện thực hóa trong cuộc sống của mình. Đây là bước đầu tiên nếu bạn muốn thu hút sự thịnh vượng và may mắn cho năm 2023. Thiết lập ý định giúp điều kiện tâm trí của bạn có sự rõ ràng đối với nhiệm vụ của bạn. Để làm được điều này, hãy dành thời gian viết nhật ký, suy ngẫm về các giá trị và ưu tiên của bạn để giúp làm rõ ý định của bạn. Điều thứ hai, nói những lời khẳng định tích cực, những câu thần chú tích cực. Những câu thần chú, những lời khẳng định tích cực giúp bạn vượt qua những suy nghĩ tiêu cực. Nói những lời khẳng định bản thân hàng ngày sẽ làm giảm sự nghi ngờ của bạn và thúc đẩy hình ảnh tích cực về bản thân bạn bạn có thể bắt đầu tạo ra những thay đổi tích cực khi bạn lặp lại những lời khẳng định và tin vào chúng. Để gặp may mắn vào năm 2023, bạn phải điều chỉnh tâm trí của mình để có thể điều chỉnh lại các năng lượng tiêu cực của mình. Bạn có thể lặp lại những lời khẳng định sau đây. Tôi xứng đáng với thành công tài chính mà tôi mong muốn. Hoặc là tôi thu hút tiền bạc trong cuộc sống của tôi Hãy thực hành điều này ngay khi bạn thức dậy và trước khi đi ngủ. Các bạn có thể lắng nghe những câu thần chú tích cực của Anh chia sẻ tại kênh Trì liệu tâm trí cân bằng năng lượng và kênh Nhà trì liệu quốc anh để có thêm những thông tin hữu ích. Điều thứ ba, sử dụng kỹ thuật hình dung. Khi bạn cố gắng thực hiện các mục tiêu của mình, hãy tạo ra những hình ảnh trong đầu về những kết quả mà bạn mong muốn. Điều này giúp bạn cảm thấy mọi thứ đều có thể. Hình dung là một thổi nam châm may mắn, rất hiệu quả, vì nó thiết lập khung tâm trí chính xác để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Nó sử dụng trí tưởng tượng và óc sáng tạo của bạn để diễn ra nhiều sự kiện cho chính bạn như thể bạn đang có được chúng. Để gặp may mắn vào năm 2023, hãy dành thời gian mỗi ngày để nhắm mắt lại và hình dung hãy tưởng tượng các mục tiêu của bạn đã đạt được và hành động theo chúng điều thứ tư hành động hành động theo mục tiêu của bạn bạn cần phải hành động chỉ tin rằng may mắn và bạn xứng đáng sẽ không bao giờ là đủ điều quan trọng là phải thực hiện hành động nhất quán có chủ ý để đạt được mục tiêu Lập một kế hoạch, tìm kiếm sự hướng dẫn từ những người cố vấn, đồng thời kiên trì và kiên cường khi đối mặt với những thất bại. Đừng ngại thử một cái gì đó mới. Bạn không bao giờ biết được có bao nhiêu may mắn đang chờ đợi bạn. Đừng để việc hành động để đạt được thành công lớn át bạn. Một sự thay đổi mạnh mẽ có thể là một điểm khởi đầu tốt. Hãy biết ơn những thành công nhỏ bạn đạt được. Nó có thể tăng cơ hội may mắn của bạn. Nếu bạn tiếp tục tiến về phía trước, điều thứ năm, tin vào trực giác của bạn. May mắn và trực giác đi đôi với nhau. Cơ hội đôi khi có thể gõ cửa, nhưng bạn có thể quá sợ để nắm lấy chúng. May mắn có thể đã ở trước mặt bạn, nhưng bạn lại quá sợ hãi để thử. Hãy lắng nghe cảm giác ruột của bạn. Bạn kết thúc trong những mối quan hệ độc hại, sự nghiệp không như ý và các vấn đề sức khỏe khi không có trực giác của bạn để may mắn đến với cuộc sống của bạn bạn cần sẵn sàng mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn của mình hãy thử nói có thay vì không khi có cơ hội điều thứ sáu chăm sóc sức khỏe của bạn điều quan trọng là phải chăm sóc sức khỏe của bạn để bắt đầu năm mới một cơn mưa may mắn sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không có năng lực tinh thần và thể chất để đón nhận nó khi bạn sống trong giàu có về sức khỏe bạn có thể nhận ra sự may mắn và giàu có khi có cơ hội đến. Hãy để ý những dấu hiệu rõ ràng của sự kiệt sức và giúp bản thân đứng dậy khi bạn thất vọng. Để làm được điều này, bạn cần ăn uống lành mạnh, uống đủ nước và tập thể dục thường xuyên. Điều quan trọng nữa là quản lý căng thẳng, tham gia chăm sóc bản thân và thiết lập ranh giới lành mạnh với những người xung quanh. Điều thứ bảy, sống trong chánh niệm chánh niệm là điều quan trọng không chỉ để tìm kiếm hạnh phúc mà còn để gặp may mắn chánh niệm là kỷ luật tập trung sự chú ý của bạn vào thời điểm hiện tại đó là một thói quen để chấp nhận thử thách của bạn mà không chỉ trích việc thực hành chánh niệm mang đến cho bạn sức mạnh khi đối mặt với những điều không may mắn khi bạn biết cách xử lý vần rủi của mình nó cho phép bạn chuyển năng lượng của mình để tạo ra điều gì đó tốt đẹp như những người may mắn từ sự vẫn làm. Để làm điều này, hãy thiền định vào buổi sáng khi bạn bắt đầu ngày mới. Bước đầu tiên trong hành trình là quan trọng nhất. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Điều thứ 8. Bao bọc bản thân với những ảnh hưởng tích cực. Năng lượng tích cực thu hút một luồng khí tốt như là may mắn. Tương tự như vậy, những cá nhân mà chúng ta dành thời gian cũng sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Và vì vậy, điều quan trọng là bạn phải bao quanh mình với những người lạc quan. Việc dành nhiều thời gian hơn cho những người có thái độ tốt trong cuộc sống nên được ưu tiên vào năm 2023. Nó có thể là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến vận may trong tương lai của bạn. Hãy đánh giá tác động của những người mà bạn liên kết. Bạn nên bao quanh mình với những cá nhân tích cực, hỗ trợ, dành thời gian cho những người có thể giúp khuyến khích và thúc đẩy bạn hướng tới thành công. Điều thứ 9, thực hành lòng biết ơn. Lòng biết ơn sẽ luôn là chìa khóa để đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Được đánh giá cao hơn sẽ khuyến khích bạn bài tỏ lòng biết ơn của mình nhiều hơn. Năng lượng tích cực sẽ tự nhiên đến với bạn nếu bạn bày tỏ lòng biết ơn thường xuyên hơn. Hãy học cách trân trọng khoảnh khắc hiện tại, dành thời gian để biết ơn sẽ làm cho những trải nghiệm của bạn tròn vẹn và thú vị hơn. Trước khi đi ngủ, hãy nói năm điều bạn biết ơn vì đã xảy ra trong ngày của bạn. Hãy suy nghĩ về những điều đã tạo nên một ngày của bạn và viết nhật ký biết ơn hoặc nói những lời khẳng định hàng ngày. Hãy nhớ rằng, mặc dù bạn không thể kiểm soát nền kinh tế, thời tiết hay vũ trụ, nhưng bạn chịu trách nhiệm về vận may của chính mình. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể cộng hưởng trực tiếp với Quốc Anh qua số điện thoại Zalo Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại